Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Hoàng Kiên. Thì hôm nay chúng ta mình đây là một thiết bị đo độ ẩm của nông sản. Thì hầu hết là có khoảng là 99 cái loại nông sản khác nhau nó được tích hợp trong một thiết bị đo như thế này. Đó. Thì bà con có thể đo được như là gạo, lúa, ngô, cà phê các thứ. Nói chung là nông sản gì đâu mình là có bao nhiêu loại thì nó sẽ đo được bấy nhiêu. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà để đo thiết bị đo nông sản này. Thì cái model này là cái model BM790, có hãng sản xuất là hãng KET. Đó, rất là ok. Thì hãng cho chúng ta một cái thiết bị rất là ok. Đây là một cái nắp đậy giữ là một cái cảm biến ở trong đây, và cũng đồng thời đó là một cái đông, cái phễu để đông cho chúng ta lấy mẫu. Thì chúng ta sẽ gót vào đầy cái phễu này là ok. Đó, bây giờ mình sẽ lấy mẫu cho mọi người xem ha. Mình đo bây giờ ở đây là gạo nè. Đó, gạo. Là gạo hạt dài. Thì nó có hai loại gạo, gạo một là gạo hạt dài và hai là gạo hạt ngắn. Thì mọi người lấy mẫu xong đó, thì mọi người sẽ gạt như thế này để cho cái mẫu nó gớt ra cái bằng này, nhưng mà mình đã đông rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở thiết bị lên cho mọi người cùng xem ha. Thì thiết bị này nó sẽ có những cái chức năng như là bật mở nguồn hoặc là chọn các chế độ đo các cái nhập các mã số lên đây. Thì đây là cái phần màn phím của thiết bị và đây là phần màn hình đó. Thì bây giờ mình sẽ mở lên đó. Thì lúc mở lên đầu tiên á, thì tất cả các thông số kỹ thuật nó sẽ hiển thị lên cái màn hình một lần và nó sẽ tắt đi. Thì bây giờ mình sẽ bấm đây nè, nó sẽ có những cái mã ở đây cho mọi người cùng chọn nè. Nó hầu hết là các nông sản tiêu điều gì đó, gạo, lúa, ngô, cũng như là ngũ cốc. Thì nó đây ở số mình sẽ chọn là số 16 nè, và đang ở đo có chế độ là gạo hạt dài. Thì cái gạo này hạt dài mà cái gạo mà bà con hay sử dụng ở nhà đó. Bây giờ mình sẽ nhấn vào xem nè, 16. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái mã mà để đo gạo ha. Thì mình đã bấm cái mã là sạch nè, 16, là cái chế độ đo gạo hạt và hạt dài ha. Thì nó có hai chế độ đo, một là gạo hạt ngắn, hai là chế độ dài. Hạt ngắn là tắm đó, còn bây giờ hạt dài là gạo bình thường cũng chúng ta sử dụng đó. Rồi bây giờ sẽ bấm mai và khi dấu chấm nó chớp ở đây nè, mình sẽ đợi một vài giây cho cái biểu tượng mà nó biểu tượng này chớp chớp là biểu tượng kêu đổ mẫu vào nè. Để bỏ mẫu vào thì mọi người lưu ý là đổ mẫu làm sao cho nó đều cái tay, là mẫu nó chảy đều cái phần cảm biến nha. Rồi. Mình sẽ chờ một xíu thì kết quả nó sẽ sơn màn hình cho mọi người xem cái độ ẩm của gạo đó. Thì ở đây cái độ ẩm của gạo là 14.42% đó, rất là ok. Mà số nó chỉ nhảy một lần mà không hề nhấp nháy một lần nào khác nữa. Rồi thì mình sẽ lấy mẫu xong, ở đây là kết quả chúng ta, rồi chúng ta sẽ đổ ra thì kết quả vẫn giữ nguyên cho chúng ta thấy. Thì đây là những kết quả cũng đã còn ra đây đó, cái ok. Thì cái hãng KET này nó rất là chú đáo chúng ta, là sẽ có một cây cọ để khi chúng ta mà đo mẫu rồi nó có bụi ở đây là chúng ta sẽ lau bụi đi, rồi xong rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái phễu này cũng như là cái vùng để đẩy cái cảm biến lại, đẩy cái cảm biến này lại nó đẩy cảm biến lại, rồi cũng cái đầu cái phễu này tốt số để cho giữ cái cố định cái sensor này là nó không bị trao đảo đi, làm phần hư hại cái phần cảm biến chúng ta. Rồi thì cái thiết bị này nó sẽ dành cho những ai có nhu cầu, thì những người dân hoặc là những nông trại hoặc là nhà xuất nhập khẩu gạo
lúa ngô hoặc là tiêu điều cũng như là ngũ cốc các thứ, thì chúng ta nên cần trang bị thiết bị như thế này đó, nên rất là ok. Thì những người mà xuất nhập khẩu đó, thì họ sẽ cũng có, bên nước ngoài sẽ không có những cái thiết bị như thế này nó đạt chuẩn, thì bên mình cũng phải nên một trang bị một thiết bị y như họ để chúng ta sẽ có thể dễ dàng về hàng hóa hơn đó, thì đạt chất lượng ok thì bà con sẽ có những sản phẩm ok. Thì đây là xin nhắc lại cái model này là BM790 rồi đó, hãng của nó là kép rồi. Thì mọi người có nhu cầu sử dụng cái thiết bị này thì vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi, công ty trách nhiệm hạn thiết bị khoa học Kiên, với số điện thoại là 0936 620757, thì chúng tôi sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ mọi người cách đo đạc về các kỹ thuật, rất là ok. Rồi, chào mọi người.